Xin chào các bạn và hân hạnh chào các bạn đã tới kênh của Justin Invasion nha. Tôi và tên của mình là Justin và hôm nay mình muốn nói về chủ đề là xuống cân và diet. Hôm nay là mình muốn nói về cách cách bạn nào mà muốn giảm cân mau mà lẹ, mấy bạn mà bụng bự mà muốn xuống cân và có thể dùng cái cách này để siết cơ luôn cũng được. Và cái cách này người ta gọi là 16 hour challenge, có nghĩa là tạm dịch cho tiếng Việt là 16 tiếng thử thách. Mình từ trước giờ mình đã thử nhiều cách, là bà có cái những cách nào mà xuống cân hay là lên cân hay là mình đều thử hết rồi, giống như bài này nhịn ăn hay là uống thuốc hay là ăn coi như là cho làm đồ ăn cho kỹ, ăn thiệt là sạch sẽ để cho xuống ký. Nhưng mà cái cách 16 tiếng challenge này là nó là cách mình cảm thấy nó có hiệu quả nhất từ trước giờ mình đã thử qua. Và trong tháng vừa qua là mình để cho cái người mình nó mập ra, cho nó sổ ra. Rồi xong cái mình đã thử cái trong vòng 4 tuần coi á, cái người của mình nó cái xuống được bao nhiêu trong vòng 4 tuần này. Người ta nói cái cách này là trong mỗi một tuần mình có thể xuống được từ 2 tới 4 pound, có nghĩa đâu đó khoảng từ 1 ký tới 2 ký mỗi một tuần. Mà cái cách này là đại khái để vậy, là tuần đầu tiên á, là cái cách này đại khái là về nha. 16 tiếng challenge có nghĩa là mỗi một ngày là mình có 24 tiếng đúng không, là mình sẽ có 8, mình sẽ chia giờ ra như vậy, 8 tiếng để ăn và 16 tiếng nhịn đói. Có nghĩa là nếu mà bạn ăn bữa đồ ăn đầu tiên của bạn lúc 12 giờ là làm sao, làm bữa ăn cuối cùng của bạn là phải trước 8 giờ, hiểu biết mình nói không? Có nghĩa từ 12 giờ tới 8 giờ là 8 tiếng, và sau từ 8 giờ cho tới 12 giờ ngày hôm sau là 16 tiếng đó. Cái cách đó là vậy, có nghĩa là phải có 8 tiếng để ăn và 16 tiếng là không được ăn, là ta 16 tiếng để nhịn đói. Có nghĩa là hồi xưa là mình ăn là mình cho là mỗi một mình ăn ngày 5 cử, mỗi cử cách nhau 3 tiếng đúng không. Mình ăn vậy để mình giữ cơ, mình ăn để cho nó đầy đủ chất trong người. Mà bây giờ mình muốn xuống ký, xuống cái cơ bụng mình sẽ không có thử cái đó. Giờ mình sẽ thử cái cách nhịn 16 tiếng này là thử là như vậy, là mình cũng phải cố, mình cũng cố ăn năm cử luôn, nhưng mà bây giờ sẽ không còn 3 tiếng nữa. Tại vì 3 tiếng trong vòng 3 tiếng thì mà chia dành ra 3 tiếng ăn lần mà chia ra ra thì sẽ không đủ phải không. Cho nên mình sẽ chia thành vậy, 8 tiếng thì mình chia ra là 12 giờ ăn một lần, 2 giờ ăn lần, 4 giờ ăn lần, 6 giờ ăn lần và trước giờ 8 trước 8 giờ ăn lần, có nghĩa đúng 5 bữa luôn. Nhưng mà bây giờ tại vì 2 tiếng ăn một lần á, cho nên cơ thể mình sẽ không đói nhiều. Không đói nhiều á đồng nghĩa là mình sẽ không ăn được nhiều. Các bạn hiểu mình nói không? Cho nên là cái cách này nó sẽ giúp các bạn ăn ít hơn đi một tí, và bạn sẽ cố mà ăn đồ ăn nó cũng phải đầy đủ chất. Và ăn sao mà cái bữa mà gần như cuối á, các bạn ăn một cái bữa gì đó nhớ ăn đầy đủ tí xíu để cho cơ thể bạn nó có thể coi như là qua được 16 tiếng kia để cho qua tới ngày hôm sau. Nhưng mà cái tuần đầu tiên á, các bạn sẽ trải nghiệm qua cái cảm giác rất là đói, tại vì 16 tiếng mà không ăn thì rất là khó. Cho nên là cái tuần đầu tiên của bạn thử cái cách này nó sẽ tối và ngủ sẽ cảm thấy hơi khó, tại vì cơ thể bạn nó thường thường là cách khoảng 12 tiếng hay là 14 tiếng là phải có gì ăn rồi, mà bây giờ trở lên tới 16 tiếng chưa gì ăn thì các bạn sẽ cảm thấy rất là đói trước khi ngủ. Nhưng mà đừng có lo, sau đó khoảng cái tuần đầu tiên là cơ thể bạn sẽ quen và sẽ không có muốn ăn trước khi ngủ nữa. Cho nên các bạn phải cố là trong vòng 8 tiếng ăn đó các bạn nhớ ăn đầy đủ và chuẩn bị cho 16 tiếng đói. Các bạn nhớ nha. Cho nên là làm sao làm á, các bạn phải chịu khó. Nếu bạn không muốn thử 16 tiếng á, thì hãy thử trước 14 tiếng trước, hay thử trước 13 tiếng trước, thử 13 tiếng gì đói trước rồi xong thử thêm 14 tiếng. Nếu các bạn cảm thấy người mình mà coi như chấp nhận được á, thì hãy thử lên tới 16 tiếng. Mà nhớ nha, đã thử cái này rồi á, là phải chịu khó nghiêm khắc với cái cách thử của mình, đừng có ăn gian, tại vì nếu ăn gian thì sẽ không hiệu quả đâu. Cho nên á, là bây giờ là cái này là cái tuần đầu tiên của mình, và tuần đầu tiên của mình á, các bạn sẽ cảm thấy là cơ thể của mình á, nó xuống rất là rõ rệt. Tại vì tuần đầu tiên nó xuống đó là tại vì là có thể nó trữ rất là nhiều nước, và gọi là tuần đầu tiên mình sẽ gọi là xuống hơi đó. Bạn cảm thấy người mình nó xuống mà nó teo lại rất là nhiều, và cơ hay mấy cái phần cơ bụng hay cái mình nó bạn thấy rất là rõ, thấy không? Cho nên là tuần thứ nhất bạn có cảm thấy là mình xuống tới đâu đó từ 1 tới 2 kg, có thể hơn nữa. Nhưng mà sang tuần thứ hai á, các bạn sẽ giả thảo cảm thấy là mình xuống ít đi một tí xíu. Nhưng mà các bạn đừng lo, xuống ít như vậy có nghĩa là
nó lần này á, tại vì cơ thể mình đã xuống nhiều rồi cho nên sang tuần thứ thứ hai á, nó xuống ít tí xíu, nhưng mà mỗi lần nó xuống như vậy á, là nó xuống những cái nào ta đa số là xuống những cái fat trong người không à. Là sang tuần thứ ba thứ tư á, bạn dần dần cảm thấy người mình á, nó nhẹ dần đi và cảm thấy cái cơ thể nó rất là thoải mái, nó không có cảm thấy nặng nề nữa. Và cái cách xuống cân kiểu này á là sẽ rất là tốt cho những bạn nào bụng bự hay là cần giảm cân nhanh chóng. Nhớ nha, rồi tuần đó tuần thứ hai và tuần thứ ba nè đó, và tuần thứ tư các bạn sẽ cảm thấy á, đó cái bụng của mình hay đẹp và tất cả mọi thứ của mình nó cảm thấy sự khác biệt rất là nhiều. Và các bạn nhớ cái cách này á, các bạn phải chụp hình mỗi tuần hay là cách 3-4 ngày chụp mình một lần, tại vì á giảm cân hay tập thể hình á đều là chơi đây hết, là cái mai của mình đó, là cái chéo của mình đó, nó là giúp mình rất là nhiều và giúp mình rất là lớn. Các bạn phải chụp hình để một khi các bạn thấy cái sự thay đổi rồi á, cái chơi đây của mình á, nó sẽ giúp cho mình và động viên cho mình nó rất là lớn. Và một khi mà mình mà thấy được sự thay đổi rồi á, là tự nhiên trong lòng mình á, nó động viên mình rất là nhiều. Ok, và hôm nay mình tạm ngưng ở đây nha. Và nếu mà các bạn thấy cái cách này của mình có giúp bạn được bạn cái gì hay thấy hay á, các bạn hãy cho mình một cái thumbs up và hãy share và like cái channel của mình nha. Và nhớ kênh của mình là Justin Invasion, tên mình là Justin. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu có câu hỏi gì cứ hỏi thêm, và khi nào mình có thời gian mình sẽ trả lời hết tất cả câu hỏi của các bạn. Các bạn lo, mình sẽ không bỏ sót người nào hết á, mình sẽ trả lời từng người một, và mình sẽ làm video trả lời giúp Linh Ký giảm kia giảm cân hay là coi như những cái phần cơ nào các bạn muốn khắc phục hay là muốn làm tốt hơn đó, cứ hỏi mình sẽ trả lời cho các bạn nha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye, hẹn chương trình kỳ tới. Bye bye.